Hello anh em, Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Và một ngày trời không đẹp lắm, tôi đang ngồi trên chiếc toilet nhỏ nhỏ xinh xinh của mình thì tôi bỗng vu vơ suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong thế giới Skibidi Toilet của lũ quái vật bồn cầu. Sau khi Titan Speakerman được giải thoát thì cuộc chiến giữa hai phe Skibidi và Liên minh Cameraman cũng không có nhiều diễn biến gì quá nổi bật. Đáng chú ý nhất chắc là sự đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ phe Skibidi khi lũ quái vật bồn cầu đã tìm cách lật đổ G-Man Skibidi Toilet về những thất bại liên tiếp gần đây của lão ta. Hai là mà xuất hiện lần đầu khá là ấn tượng của Speaker Woman. Sao mà chiến binh nữ nào cũng xuất hiện ngầu như thế này? Chẳng lẽ The Fuck Boom muốn anh em chúng ta chuyển sang sim mấy em gái máy quay, loa rồi TV hay sao đây? Nên là trong lúc cuộc chiến với lũ quái vật bồn đang chưa có gì diễn biến gay cấn, Miguel tôi sẽ cùng nhìn lại toàn bộ những tập đã qua để xem bí ẩn nào về Skibidi Toilet hiện vẫn còn bỏ ngỏ và chưa có lời giải nha. Ví dụ như là thân phận thực sự của anh đặc vụ mang gương mặt của The Fuck Boom này, mục đích xuất hiện của anh ta là gì? Hay là bí mật của các TV, thanh niên cameraman cầm cây thông bồn cầu là ai mà lại liều mạng như thế? Lưu ý là những thứ mà tôi sắp nói có thể sẽ làm cho anh em phí phạm hơn 10 phút cuộc đời anh em đấy vì nó rất xạo lìn. Nhưng mà chắc video này sẽ cực kỳ đỉnh cao, thế nên nếu lỡ xem rồi thì đừng tiếc với tôi một nút đăng ký anh em nha. Nghe đồn lên được 2 triệu sub thì The Fuck Boom sẽ công bố Skibidi Toilet tập cuối cùng trên kênh MeGame đấy anh em ạ. Trong số các thành viên của phe Liên minh thì các cameraman và speakerman chung sống khá là hòa thuận với nhau, đồng cam cộng khổ các kiểu, từ cái thời mà cả đám phải chạy như vịt vì bị Titan Speakerman và G-Man Skibidi săn lùng. Cho đến lúc phe cameraman có căn cứ sang xịn mịn thì các speakerman vẫn ở đó chiến đấu cùng với những người anh em của mình. Trong khi đó thành viên còn lại của phe Liên minh các TV-man lại khá là tách biệt, Miguel tôi chưa từng thấy một TV-man nào xuất hiện trong căn cứ của phe Liên minh cả. Chỉ có đúng một lần khi TV Woman đưa một cameraman bị thương về căn cứ, tuy nhiên cô ta cũng nhanh chóng đi mất, bỏ lại thanh niên si tình kia ngày đêm nhớ nhung. Vậy thì rốt cuộc các TV Man đã đi đâu? Đây là chưa kể đến việc họ sẵn sàng bỏ lại đồng đội và bỏ chạy mỗi khi gặp nguy hiểm, như thể họ dẫn đồng đội vào chỗ chết mà không quan tâm đến hậu quả vậy, thế nên mới có giả thuyết rằng các TV Man là những kẻ phản bội. Dù vậy, xét theo lẽ thường tình, nếu Miguel tôi mà có khả năng trốn thoát ngay lập tức mỗi khi có nguy hiểm thì tôi cũng bỏ của chạy lấy người như các TV Man thôi, gì chứ mạng sống của mình là quan trọng nhất đúng không anh em? Nói đi cũng phải nói lại, sự có mặt của các TV Man với năng lực siêu bá đạo của mình đã xoay chuyển cục diện của trận đánh. Nếu không có họ thì phe Liên minh đã thua từ lâu rồi, họ đã theo dõi cuộc chiến này từ trước, quyết định chỉ đứng xem chứ không hành động. Thế nhưng khi tình hình quá nguy cấp, khi các cameraman và speakerman không còn cửa thắng nữa thì họ mới tiến hành can thiệp. Trong số các thành viên của phe TV thì có lẽ TV Woman là chỉ huy đích thực của họ. Anh em có thể thấy chiếc TV trên đầu cô ta là loại TV đen trắng rất là cổ rồi. Nó cho thấy cô là thành viên lớn tuổi nhất của phe TV cũng là người có cơ thể được nâng cấp nhiều nhất. Già rồi, phải nâng cấp chưa kịp lớp trẻ chứ. Vậy thì tại sao các TV Man lại phải liên tục nâng cấp cơ thể như vậy? Chẳng phải cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu gần đây hay sao? Miguel tôi tin rằng các TV Man là kẻ thù chuyên kiếp xưa giờ của lũ Skibidi Toilet. Bởi ngay trong lần đầu xuất hiện, lũ Skibidi Toilet lại vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy TV Man. Như thể trước đây lũ Skibidi đã từng bị các TV Man cho ăn hành vậy đấy. Mọi thứ mà lũ Skibidi mang ra, các TV đều có cách để đối phó vô cùng hiệu quả, giống như là họ đã quá quen với những kẻ thù này vậy. Thế nên, theo Miguel tôi, rằng giữa hai phe TV Man và Skibidi Toilet đã có một lịch sử đối đầu từ rất lâu, một câu chuyện ẩn mà anh em người xem vẫn chưa được chứng kiến hết. Skibidi Toilet tập 60 mang đến một diễn biến vô cùng bất ngờ, đó chính là việc lũ quái vật bồn cầu bắt đầu chất vấn chỉ huy của bọn chúng là G-Man Skibidi. Thất bại của lão ta đã khiến lực lượng Skibidi tổn thất vô cùng nặng nề. Chúng đã làm mất đi quyền kiểm soát quân bài mạnh nhất Titan Speakerman. Giờ đây, phe Skibidi Toilet gần như thua trên mọi mặt trận. Thế nên, bọn chúng bắt đầu quy trách nhiệm này cho người lãnh đạo là G-Man Skibidi. Điều này cho thấy lũ quái vật bồn cầu không phải là những sinh vật vô tri, mà chúng thực sự biết tính toán, có chiến thuật rõ ràng. Trước một kẻ lãnh đạo yếu kém, bọn chúng đã quyết định lật đổ lão ta. Thế nhưng, anh em có biết rằng mầm mống cho sự phản loạn này thực chất đã xuất hiện từ tập 42. Ở tập này, chúng ta được thấy TV Man xử lý những con Skibidi ký sinh, giải thoát cho những người đồng đội đang bị khống chế. Và thanh niên cameraman đang đứng xem bị tấn công bởi một con Skibidi có gắn bánh xe và một đôi tay mỏng bằng kim loại. Đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Skibidi có bồn cầu bị rỉ sét, thậm chí miệng của nó còn bị khâu lại. Một con Skibidi mà không hát được bài quốc ca thì chẳng khác gì tra tấn, nó chắc chắn là một sản phẩm thí nghiệm của Skibidi nhà khoa học. Đây là một kẻ đang ngũ khỏi quân đoàn Skibidi Toilet và đang tìm cách thu thập các bộ phận từ phe liên minh để quay trở lại báo thù những Skibidi nhà khoa học và G-Man Skibidi vì đã ngược đãi nó. Và đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa thấy con Skibidi không có miệng này quay trở lại. Nó rất có thể chính là kẻ đã lên kế hoạch lật đổ G-Man. Quay trở lại tập 60, lũ Skibidi lao vào tấn công và suýt tí nữa đã tiêu diệt được G-Man Skibidi Toilet. Thế nhưng lão ta vẫn còn một thuộc hạ trung thành, đó chính là Skibidi nhà khoa học. Lão ta đã tự nâng cấp bản thân, trở nên vô cùng khổng lồ với trang bị cực kỳ khủng khiếp. Anh em có thể thấy trên người lão ta là dàn loa lút được từ Titan TV Man sau trận chiến ở tập 47.
Ở tập đó, chiến binh Titan bị đánh hội đồng và bị phế đi rất nhiều trang bị. Hóa ra Skibidi nhà khoa học đã lấy chúng về và tự nâng cấp cho bản thân. Một trong nhân vật ấn tượng nhất của phe Liên Minh chính là thanh niên cameraman cầm cây thông bồn cầu. Anh là người can đảm nhất, không hề biết sợ là gì, dù kẻ địch có khủng khiếp như thế nào đi chăng nữa. Trong lúc tất cả mọi người trốn vào căn cứ, anh là người duy nhất dám tiến ra phía trước, một mình đối mặt với binh đoàn Skibidi hùng hãn phía trước. Anh cũng là người đã liều mạng nhảy vào để cứu Titan Speakerman khỏi con Skibidi ký sinh, để rồi bị bóp nát cơ thể. Không rõ sống chết như thế nào nhưng người ta đã mang xác anh về để cứu chữa. Dù chưa được tận mắt thấy khả năng chiến đấu của thanh niên này, nhưng có một điều chắc chắn là anh cực kỳ dũng cảm và điêu luyện, 1 cân 5 cộng thêm phản xạ siêu nhanh giúp anh thoát chết khỏi con Skibidi lưỡi cưa trong gang tấc. Dù vậy, thanh niên này không phải lúc nào cũng bá đạo như thế, bởi trong lần đầu xuất hiện anh hoàn toàn bất lực trước lũ Skibidi đã được nâng cấp. Trong tập 39, một nhóm các cameraman đang bị lũ Skibidi tấn công, chứng kiến hai người bạn của mình bỏ mạng, anh lao vào khô máu với lũ Skibidi, thế nhưng con Skibidi tên lửa xuất hiện và nhanh chóng áp đảo anh. Nếu không có các TV Man đến cứu, thì chúng ta đã không có một anh cameraman cầm cây thông bồn cầu bá đạo rồi. Ở tập 43, chúng ta được thấy hình dáng thực sự của thanh niên này. Đó là một thanh niên camera mặc vest trắng với áo măng tô đen và chiếc máy quay trên đầu anh cũng là màu đen nốt. Lần này anh cũng suýt chết khi các TV Man bỏ chạy vì tuyệt chiêu của họ không có tác dụng với lũ Skibidi đeo kính mát. Nếu quay về sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy các cameraman có đầu là máy quay màu đen lần đầu xuất hiện ở tập 8. Khi đó đội quân cameraman đang hành quân chuẩn bị đối đầu với lũ Skibidi. Ở tập 9, thanh niên này lại xuất hiện và đùa giỡn với lũ Skibidi cảnh sát. Theo mì game tôi, câu chuyện về thanh niên này cũng bắt đầu y như mọi cameraman khác trong quân đoàn. Thế nhưng sau nhiều lần vào sinh ra tử, anh bắt đầu cảm thấy mình không thể phụ thuộc vào người khác được nữa. Anh muốn cuộc chiến này sớm kết thúc nên muốn tự mình ra tay, tiêu diệt lũ Skibidi. Anh muốn tự mình làm cục diện cuộc chiến thay đổi chứ không chỉ là một người lính đứng sau tuân lệnh nữa. Trong tập 45, trận đại chiến giữa hai chiến binh Titan đã diễn ra. Với công nghệ hiện đại hơn, Titan TV Man bắt đầu chiếm ưu thế. Sau khi nhận thấy sức mạnh của Titan TV Man là quá khủng khiếp, Titan Speaker Man đã bỏ chạy. Và đây cũng là tập ra mắt của anh đặc vụ mang gương mặt của tác giả The Fuck Boom. Anh ta chỉ xuất hiện thoáng qua mà chắc chắn rất nhiều anh em đã bỏ sót. Cũng trong tập 46, người mặc đồ vest lại tiếp tục xuất hiện, theo dõi sát sao trận đánh giữa Titan TV Man và con Giant Skibidi Toilet. Đến tập 47, sau khi Titan TV Man bị lũ Skibidi đánh hội đồng và phải bỏ trốn, anh cameraman nhân vật chính, người đã đứng đó quay lại toàn bộ sự việc đã bị G-Man Skibidi tấn công. Và trong lúc anh hấp hối sắp tắt nguồn thì anh đặc vụ trong tập 46 lại xuất hiện. Không biết có phải anh ta đang tìm cách cứu lấy thanh niên cameraman hay không, nhưng trong những lần tiếp theo thì anh ta cũng chỉ đứng đó mà chẳng làm gì cả. Với việc loài người đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Skibidi Toilet, việc có một người thường xuất hiện theo dõi cuộc chiến này nó quá là kỳ lạ. Đấy là chưa kể đến việc dù là con người như anh ta lại không hề nao núng trước sự xuất hiện của các chiến binh Titan. Nhìn qua lũ Skibidi Toilet, trong lần đầu tiên Titan TV Man xuất hiện, chúng hoảng sợ đến mức phải tự giật nút bồn cầu để không phải chịu thêm đau đớn từ tuyệt chiêu của chiến binh Titan này. Vậy mà đặc vụ The Fuck Boom lại chẳng hề quan tâm, cứ đứng đó bình tĩnh theo dõi từng diễn biến của trận đánh. Điều này cho thấy anh đặc vụ cũng phải có một sức mạnh ghê gớm nào đó. Vậy thì đặc vụ The Fuck Boom đứng về phe nào trong cuộc chiến này? Chúng ta đều biết tác giả The Fuck Boom rất thích hé lộ trước nội dung bằng những dòng chữ bí ẩn xuất hiện trong các tập phim. Trong tập 52, dòng chữ được tác giả nhá hàng chính là Your Real Enemies Is gì đó. Chữ cuối cùng cố tình bị làm mờ khiến mi game tôi không đọc được. Đứng kế bên tấm bảng hiệu lại là anh đặc vụ mặc đồ vest. Vậy thì phải chăng đây chính là ám chỉ thanh niên đặc vụ, chính là kẻ xấu thực sự đứng sau chi phối tất cả? Đây có thể chính là người đã tạo ra cả phe cameraman lẫn lũ Skibidi, và hắn đang đứng theo dõi những tạo vật của mình tàn sát lẫn nhau chỉ để mua vui cho bản thân. Bởi vì trong map gốc của Garry's Mod, tấm bản hiệu này không hề được xuất hiện, nó được chính tác giả thêm vào. Thế nên, đây là một dấu hiệu cho thấy nhân vật đặc vụ này thực sự có vấn đề. Một dẫn chứng nữa cho việc này nằm ở tập 57 và 58. Trong hai lần xuất hiện này của anh đặc vụ, chúng ta có thể thấy người anh ta bây giờ tỏa ra một ánh hào quang màu xanh lá cây, như thể anh ta đang điều khiển chiến binh Titan, đây chắc chắn là một trong những năng lực của anh ta rồi. Tập 49 giới thiệu một nhân vật cực kỳ quan trọng với phe Liên Minh, đó chính là TV Woman. Năng lực của nữ chiến binh này vô cùng đa dạng. Bên cạnh ánh sáng tím dùng để thôi miên giống như mọi TV Man khác, cô còn có thể phát ra ánh sáng cam để thiêu cháy bất kỳ con Skibidi nào đứng trước mặt. Và kinh khủng hơn, cô còn có thể tự tháo rời đầu ra khỏi cơ thể, tiếp cận một con quái vật bồn cầu để chiếm lấy luôn quyền kiểm soát cơ thể của chúng, năng lực tương tự như là lũ Skibidi ký sinh. Thế nên dù kích thước nhỏ nhắn nhưng năng lực của TV Woman cũng không thể kém cạnh khi so với các chiến binh Titan. Dù giết được con Skibidi Toilet nhưng với số lượng quái vật đông đảo chuẩn bị bao vây, cả nhóm đã nhanh chóng giải cứu các cameraman đang bị thương và tẩu thoát đến căn cứ của phe Liên Minh. Tập 54 đưa chúng ta trở lại với chiến trường ngoại ô. Nhân vật trung tâm trong tập này là anh cameraman Sim Chúa, người đang thầm thương trộm nhớ TV Woman, đóng hẳn khung ảnh để mang theo bên người nữa cơ. Đây chính là thanh niên cameraman từng xuất hiện trong tập 49, người đã được TV Woman cứu và mang về căn cứ.
Sau khi thấy TV Woman đã khống chế được con glitch khi BD toilet, cameraman Sim Chúa đã lao tới định ôm người trong mộng, nhưng TV Woman lại nhanh chóng dịch chuyển khỏi đây, bỏ lại anh Sim Chúa cô đơn. Đến tập 57 phần 2, khi sự kết hợp giữa TV Woman và Titan Cameraman đã giải cứu được Titan Speakerman khỏi sự khống chế của lũ Skibidi Toilet, dù vậy họ cũng gặp nhiều tổn thất, như là trước đó anh Cameraman cầm cây thông bồn cầu đã bị thương nặng, không rõ cứu chữa được hay không. Và một người nữa cũng bị thương chính là Sim Cameraman, thế nhưng TV Woman chỉ cứu anh Cameraman thông bồn cầu thôi và bỏ mặc thanh niên Sim một lần nữa, điều này chắc chắn sẽ để lại hậu quả về sau. Tình yêu của anh sẽ chuyển thành sự căm thù và lũ Skibidi sẽ lợi dụng điều này. Giờ đây chúng đã có một người nắm rõ tường tận mọi thứ về liên minh và người này sẵn sàng khai ra tất cả mọi thứ để trả thù. Ở thời điểm Mi Game tôi viết video này, The Fuck Boom đã ra mắt tới tập 61 và 62 anh em ạ. Nãy giờ tôi cũng chưa động gì đến hai tập này nên tôi sẽ phân tích tập này có bí ẩn gì mà anh em đã bỏ sót nha. Từ sự xuất hiện của Speaker Woman cho đến bí ẩn đằng sau con Skibidi tóc dài này. Mở đầu tập 61 là cảnh một thanh niên cameraman cụt tay đang chạy trốn khỏi con Skibidi lưỡi cưa có gắn bánh xe. Rất may, quân cứu viện đã kịp thời có mặt để cứu mạng anh. Dù vậy, người bạn đi cùng thì không được may mắn như thế nên đã bỏ mạng dưới lưỡi cưa của con Skibidi. Trong tương lai, biết đâu chúng ta sẽ được thấy anh chàng cụt tay này trở lại với một nâng cấp mới. Giống như Skibidi nhà khoa học bị con Skibidi cưa máy cắt mất nửa thân dưới trong tập 48, đến tập 54 anh đã quay trở lại tự nâng cấp bản thân với phần thân dưới đã được thay thế bằng một con robot siêu ngầu. Con Skibidi máy cưa nhanh chóng bị vô hiệu bằng khẩu súng EMP của các cameraman. Bình thường, bọn này khá nhanh chóng thích nghi với các chiến thuật mới của phe cameraman, nhưng mà lần này sau rất nhiều tập bọn chúng vẫn bó tay với khẩu súng EMP anh em ạ. Dĩ nhiên đặc vụ The Fuck Boom vẫn có mặt và theo dõi cuộc chiến, thế nhưng lần này thì quanh người anh không còn một hỏa quang xanh lá nữa. Và sau đó mà xuất hiện của con Skibidi kỳ lạ nhất từ trước đến nay, đó chính là Geeky Jesus Skibidi. Theo đó, con Skibidi này chính là màn hợp tác giữa The Fuck Boom và một streamer người Mỹ tên là Moist Critical. Đây là con Skibidi đầu tiên mang gương mặt của một người nổi tiếng nên là trong tương lai, chúng ta có lẽ sẽ được thấy thêm nhiều màn kết hợp như thế này nữa. Nó được trang bị hai chiếc đèn pha gây lóa mắt các cameraman, sau đó bắn ra tên lửa hạ gục từng người. Đây chắc chắn là học hỏi từ các Lost TV Man rồi, khi đó các cameraman phải đeo kính bảo hộ để không bị lóa mắt. Còn ở lần này, họ đã không ngờ lũ Skibidi đã được trang bị đèn pha nên không một ai đeo kính bảo hộ cả. Dù vậy, tất cả cũng chỉ là dọn đường cho màn xuất hiện của ngôi sao trong tập này, Speaker Woman. Đây là nhân vật nữ đầu tiên của phe Speakerman và cô ta xem ra có tính cách rất là vui vẻ, nổi loạn nên lúc nào cũng nhún nhảy theo nhạc cả. Thế nhưng đừng để vẻ ngoài cuckoo này đánh lừa, bởi cô ta cũng sở hữu khả năng chiến đấu không thua bất kỳ nữ chiến binh nào từng xuất hiện trước đây. Vì không có mắt nên đèn pha gây lóa không hề có tác dụng với Speaker Woman. Điều này cho thấy có vẻ phe Speakerman sử dụng định vị sóng âm giống như loài rơi để thăm dò môi trường xung quanh. Sau đó cô cũng dùng sóng âm để đánh bật quả tên lửa đang lao về phía mình, cũng như dùng sóng âm để phóng đao, chọc mù mắt và bật nhảy tiếp cận vị trí của con Skibidi. Khả năng sử dụng vũ khí âm thanh của cô phải nói là cực kỳ điêu luyện. Và việc Speaker Woman kéo cameraman dậy chính là Easter Egg nhắc lại một cảnh tương tự xuất hiện trong tập 24. Đó cũng là tập mà các Speakerman lần đầu xuất hiện gia nhập cuộc chiến chống lại lũ Skibidi. Đến tập 62 vừa ra mắt, mở đầu là cảnh các cameraman kỹ sư đang sửa chữa và hồi sinh một anh cameraman tưởng đã chết. Anh ta hoàn toàn bất ngờ khi tỉnh dậy. Xem ra việc anh cameraman thông bồn cầu được cứu sống chắc chắn sẽ xảy ra anh em ạ. Có vẻ tập 62 diễn ra sau một cuộc chiến, phe liên minh đã hoàn toàn giải phóng khu vực này. Họ bố trí người canh gác tuần tra khắp nơi, thậm chí họ còn dùng xác của một con Skibidi toilet để làm chó tiêu khiển. Và anh Lodge Speakerman đã dùng sóng âm quá trớn khiến con Skibidi này nổ tung. Đây là một chiêu tương tự như của Speaker Woman và trước khi cô ta xuất hiện, Mi Game tôi chưa thấy Speakerman nào dùng chiêu này cả. Có vẻ đây là một sáng kiến của Speaker Woman và cô ấy đã phổ biến nó cho tất cả các Speakerman. Vì khu vực này đã được kiểm soát, thế nên khi lũ Skibidi Toilet không thường xuất hiện, không có một ai có động thái bất ngờ hay lo lắng gì cả. Mấy con Skibidi nhã nhép này thì chẳng có gì đáng lo cả. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển khi quân chủ lực của phe Skibidi xuất hiện. Như Mi Game tôi đã phân tích trong tập trước, thì lũ Skibidi này đã có được công nghệ dịch chuyển của các TV Man. Và chúng đã bắt đầu sử dụng công nghệ này để cho những cuộc tấn công bất ngờ khiến phe Liên Minh không kịp trở tay. Dẫn đầu đoàn quân lại là nhà Skibidi khoa học, có vẻ hắn đã trở thành phó chỉ huy của quân đoàn Skibidi. Sử dụng gian loa của Titan TV Man, hắn khiến tất cả những ai không mang chụp tai bảo hộ choáng váng. Thế nên trong cuộc tấn công này, anh em có thể thấy tất cả những con Skibidi trong tập này đều đeo bảo hộ tai cả. Và lần đầu tiên kể từ tập 37, chúng ta mới thấy lũ Skibidi có thân dưới là cơ thể của Cameraman và Speakerman quay trở lại. Trong những lần xuất hiện trước đó thì khả năng chiến đấu của lũ Skibidi này vô cùng hạn chế. Chúng không mang lợi thế gì khi đối đầu với các Speakerman hàng xịn cả. Nhưng trong lần trở lại này, chúng được trang bị lưỡi cưa ở cánh tay và thanh niên Cameraman xấu số này có vẻ sắp bị cưa đầu mất rồi. Ok, đó là toàn bộ những bí ẩn chưa có lời giải của Skibidi Toilet cũng như là những phân tích của Mi Game tôi về tập 61 và 62. Nếu thấy video hấp dẫn thì đừng tiếc với tôi một nút like anh em nha, ấn luôn nút đăng ký để khi nào tôi làm tiếp về Skibidi Toilet, anh em có nhận được thông báo để lên xem video nha.
MeGame sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ hai từ sáu mỗi tuần. Anh em nhớ đón xem và subscribe cho tôi nhé. Còn bây giờ, trước khi hết video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Mai Hương hỏi tôi có định phát triển và phát hành một game dành riêng cho mình không. Nói thật tôi cũng thích lắm, nhưng nhiệm vụ 2 triệu sub còn chưa đạt được thì lấy đâu ra game để làm đây anh em. Bạn Thanh Lê Nguyễn hỏi tôi có thích game kinh dị không. Tôi ghét game kinh dị lắm, nhưng vì quá yêu mến anh em nên tôi cắn răng chơi để làm video cho anh em xem đấy. Sonic World nín thở được lên TV. Giờ lên rồi đây, đừng nín thở nữa nha, có hại cho sức khỏe lắm đấy. Ok, hôm nay tới đây thôi. Đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ hai, thứ sáu hàng tuần để đón xem những nội dung hấp dẫn khác đến từ MeGame. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.